Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng mình quay trở lại với S Channel. Và ngày hôm nay trên bàn của mình đang có là một chiếc hộp rất đặc biệt, và đó chính là một chiếc máy tới từ Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 4X phiên bản đặc biệt Hatsune Miku. Video ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem bên trong một chiếc máy với một phiên bản đặc biệt như thế này thì có những cái điểm gì làm chúng ta phải chú ý nhá. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì xin cảm ơn cửa hàng Mobile City đã hỗ trợ S Channel sản phẩm này. Trước khi mở hộp cái phiên bản Hatsune Miku của chiếc Xiaomi Redmi Note 4 thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về nhân vật anime có tên là Hatsune Miku. Sẽ có rất là nhiều bạn đặt ra câu hỏi rằng Hatsune Miku thực ra là ai và tại sao Xiaomi lại phải làm ra một chiếc máy đặc biệt tới như vậy. Thì mình cũng xin nói luôn là Hatsune Miku là một chương trình tổng hợp giọng hát. Cái tên Hatsune Miku được kết hợp từ những từ ngữ của Nhật Bản. Hatsu có nghĩa là đầu tiên này, từ ne có nghĩa là âm thanh và miku là tương lai, hay còn gộp lại có nghĩa là âm thanh đầu tiên tới từ tương lai. Hẳn là các bạn cũng đã biết Hatsune Miku qua những cái chương trình hóa âm ánh sáng với sự kết hợp của công nghệ tiên tiến đó là hologram. Và bây giờ thì không dài dòng nữa, mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái hộp này. Ở phần mặt trước thì chúng ta có ở đây nhân vật hoạt hình rất là xinh đẹp Hatsune Miku này, bên cạnh là dòng chữ Note 4X và một số chữ từ Trung Quốc. Phía trên chúng ta có logo Xiaomi đó, ở đằng sau xem có gì nào. Ở đằng sau thì rất là nhỏ thôi, một vài cái tên email. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp sản phẩm này. Cách mở hộp sản phẩm Hatsune Miku này rất đặc biệt, đó chúng ta sẽ kéo ra từ từ đó. Wow, cái hộp nó đã dài ra rồi, kéo bên này nốt. Bây giờ thì chúng ta nhấc cái nắp lại lên. Đó, và đây, toàn bộ những thứ bên trong của phiên bản Hatsune Miku Redmi Note 4 đã được phơi bày. Mình sẽ lấy chiếc máy lên đầu tiên nhá. Wow, phiên bản màu xanh rất là đẹp. Wow, xanh Hatsune Miku, mặt trước thì vẫn là màu trắng. Đó, và mình sẽ để chiếc máy sang một bên. Để xem nào, bên dưới chúng ta có gì. Đầu tiên là một tập sách hướng dẫn sử dụng, và cũng có logo của cô gái này luôn. Đó. Và bên phía bên phải là một chiếc ốp lưng rất độc đáo, ốp lưng có hình Hatsune Miku ở đây, chất liệu rất là mịn. Đó, phía dưới này, xem là phía dưới chúng ta có gì ta. Wow, cái hộp bên trong này sẽ có gì. Đây chính là một sợi cáp, vẫn là sợi cáp micro USB và không có bất kỳ điểm gì đặc biệt cả. Nó vẫn giống với những phiên bản Redmi Note 4 khác, củ sạc thì vẫn giống những chiếc Redmi Note 4X này. Và bên hông của nó có một cái que chọc SIM. Và đương nhiên thì phiên bản này của mình vẫn không hề có tai nghe các bạn nhá. Nhưng còn một cái thứ nữa rất quan trọng ở trong chiếc hộp này, đó chính là một viên pin sạc dự phòng. Wow, cũng có cái tông màu giống với chiếc máy luôn. Và ở phía trên của viên pin này thì nó cũng có logo Hatsune Miku và một số cái dòng chữ ở đây. Và cục pin này là cục pin 10.000 mAh tới từ Xiaomi, đây là thế hệ thứ hai. Và thứ cuối cùng xuất hiện trong cái hộp của mình đó chính là một cái thẻ. Ở phía sau của cái thẻ này thì có một cái mã QR các bạn có thể quét được, mình không hiểu là cái mã này để làm gì luôn. Có lẽ là chúng ta sẽ phải cài thêm một số cái app tới từ Xiaomi thì có thể biết được. Chắc là mình biết rồi, hình như đây là cái mã về chủ đề sao, có nghĩa là các bạn có thể cài thêm cho mình những cái chủ đề liên quan tới Hatsune Miku ở trên kho chủ đề của Xiaomi. Và đây, trên tay của mình chính là nhân vật Xiaomi Redmi Note 4X phiên bản Hatsune Miku. Về thiết kế thì chắc chắn rồi là cái chiếc Redmi Note 4X Hatsune Miku nó gần như không có bất kỳ điểm khác biệt nào so với những phiên bản mà các bạn đã biết. Nhưng cái điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm này nó đến chính bởi cái màu sắc. Phần mặt sau này các bạn thấy là cái màu sắc của chiếc Redmi Note 4X của mình được phân thành hai màu. Ở phần giữa này là một cái màu xanh nó nhạt hơn một chút, trên và dưới thì làm từ chất liệu nhựa, vậy nên nó đậm hơn một chút. Tổng thể thì cái mặt lưng của chiếc máy này rất là đẹp, vị trí cảm biến vân tay được làm sẫm hơn một chút. Cái màu này mình thấy là nó nhạt hơn so với cái màu sắc mà các bạn đã từng thấy ở trên những cái video hay là những bức ảnh đã từng ra mắt của chiếc Redmi Note 4X Hatsune Miku. Còn vào bên trong thì chúng ta vẫn có cho mình là con chip Snapdragon 625, chúng ta vẫn có RAM 3GB. Và mọi thứ về thông số cấu hình thì chiếc máy này không hề có bất kỳ khác biệt nào. Về những cái trải nghiệm của mình thì phải công nhận rằng là cái màu sắc ở trên phiên bản Redmi Note 4X này nó rất đẹp và rất độc đáo. Đi kèm với việc là nhà sản xuất tới từ Trung Quốc tặng kèm chúng ta một cái chiếc ốp lưng. Vậy nên khi các bạn mà ra ngoài đường đúng không, gắn thêm chiếc ốp lưng này vào thì cái độ bảo mật của chiếc Redmi Note 4X Hatsune Miku thực sự là ấn tượng. Nhưng mà mình thấy rằng là khi lắp thêm ốp lưng này vào thì nó lại che mất cái màu xanh bên trong. Thôi, chúng ta tháo ra đi. Và phần cuối của video về Redmi Note 4X Hatsune Miku thì mình sẽ để cho các bạn cùng chiêm ngưỡng màu xanh ở trên sản phẩm này. Và nếu thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của S Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.